Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm kem sữa dừa mềm mịn, thơm béo, đơn giản ngay tại nhà. Kem sữa dừa là một trong những loại kem ngon, phổ biến và rất được yêu chuộng. Không chỉ là một món ăn vặt tuyệt vời, kem dừa còn là sự lựa chọn lý tưởng cho những ngày hè nắng nóng. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa sữa, nước cốt dừa, kem sữa dừa là món ăn giải khát ngày hè được mọi người cực kỳ ưa thích. Mỗi ngày đều được thưởng thức vị ngọt ngào thơm mát của kem thì còn gì bằng. Kem que sữa dừa mát lạnh, thơm ngon hết ý, lại không mất nhiều thời gian và công sức. Vậy còn chần chờ gì nữa, hãy cùng theo dõi video sau đây của Ăn Vặt TV các bạn nhé! Nguyên liệu để làm món kem que sữa dừa thì các bạn cần chuẩn bị một số đồ sau đây. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng kem whipping cream hay còn gọi là kem sữa tươi nha các bạn. Whipping cream là phần nguyên liệu thường thấy trong cách làm các món kem tươi. Nó giúp cho món kem của chúng ta được tươi, xốp, mềm mịn và béo hơn. Các bạn có thể mua tại các cửa hàng làm bánh. Nếu như các bạn không biết mua ở đâu thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ gửi link cho các bạn nơi để mua. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng nước cốt dừa. Đây là thành phần chính để làm món kem sữa dừa của chúng ta. Mình sẽ sử dụng thêm sữa tươi. Các bạn có thể sử dụng sữa tươi có đường hoặc không đường đều được. Và sữa đặc nữa. Và nếu như các bạn có nhu cầu ăn ngọt hơn thì các bạn có thể chuẩn bị thêm đường. Còn bản chất là sữa đặc thì cũng đã ngọt rồi. Các bạn có đường cũng được, không có cũng không sao. Và mình sẽ sử dụng thêm những sợi dừa nạo. Các bạn có thể mua những dừa non về mình bào thành các sợi đều được nha các bạn. Và để làm kem que sữa dừa thì mình sẽ sử dụng một bộ khuôn que. Các bạn có thể mua tại các cửa hàng bán đồ nhựa, khay đá đều rất dễ dàng mua được. Và trong một mùa hè nóng bức, các thành viên trong gia đình đều muốn ăn kem thì chúng ta nên đầu tư một bộ khuôn kem như thế này thì chúng ta có thể làm được rất nhiều món kem. Một bộ khuôn kem như thế này thì không đắt đâu các bạn, chỉ dao động khoảng tầm 20 đến 30 nghìn thôi. Trên đây là tất cả những nguyên liệu cần thiết để làm món kem que sữa dừa. Và trước khi bắt tay vào thực hiện, các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể cập nhật nhiều hơn nữa những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Sau đây thì mình sẽ tiến hành sơ chế các nguyên liệu nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ đổ nước cốt dừa vào trong son. Mình cho vào đây phần đường. Tiếp đến là mình sẽ cho tới phần sữa tươi. Cuối cùng là mình sẽ cho đến phần sữa đặc nha các bạn. Sau khi cho tất cả các phần nguyên liệu vào thì mình sẽ khuấy rất đều lên để có thể tan đường. Và mình sẽ bắc lên trên bếp để đun nha các bạn. Mình sẽ tiến hành đun sôi phần hỗn hợp nguyên liệu này. Trong quá trình đun thì chúng ta cũng sẽ khuấy đều để tránh làm cho hỗn hợp này của chúng ta bị cháy. Mình đun ở lửa nhỏ thôi nha các bạn. Mình khuấy thật đều. Nói đến món kem dừa thì chắc chắn là tất cả mọi người ai cũng đều có quen thuộc dừa phải không các bạn. Vị mát lạnh của kem, mùi thơm và bùi của dừa khiến người ăn một lần muốn ăn lần nữa. Kem dừa luôn luôn chinh phục người thưởng thức bằng sự giản dị và hương vị tuyệt vời của nó. Khi ăn, vị kem tan ra để lại những bụi dừa thơm thơm, nhấm nháp ngày hè thật là thú vị. Khi mà hỗn hợp của chúng ta sôi rồi thì mình sẽ tắt bếp các bạn nhé. Các bạn nhớ là khuấy thật đều nhẹ để hỗn hợp được hòa tan hoàn toàn. Bước tiếp theo là mình sẽ đổ phần whipping cream của chúng ta ra một tô inox và sau đó thì mình sẽ cho vào thêm một chút đường các bạn. Mình sẽ dùng phới để đánh thật đều bông lên nha các bạn. Trong cách làm kem thì whipping cream là một nguyên liệu không thể thiếu. Whipping cream là một hỗn hợp kem sữa béo
gồm một lượng lớn chất béo trong thành phần và được dùng làm kem bông cho các món ăn tráng miệng hay thực phẩm. Khi làm kem thì whipping cream sẽ có tác dụng làm cho kem xốp mềm, không bị dính đá răm nha các bạn. Chúng ta sẽ đánh để cho phần kem sữa tươi này của chúng ta bông lên. Bước tiếp theo là mình sẽ đổ hỗn hợp mà chúng ta đã đun ban đầu mà gồm có nước cốt dừa, sữa tươi, sữa đặc và đường của chúng ta vào trong bát kem tươi này của chúng ta các bạn nhé. Và sau đó thì mình cũng sẽ dùng phới để đánh đều cho các nguyên liệu của chúng ta hòa quyện lại với nhau. Mình sẽ khuấy đều cho các nguyên liệu hòa trộn với nhau và sau đó thì mình sẽ tiến hành rót hỗn hợp kem sữa dừa của chúng ta vào khuôn que kem nha các bạn. Mình sẽ làm cho đến khi hết phần nguyên liệu. Sau đó thì mình sẽ cho khuôn kem của chúng ta vào trong tủ lạnh. Mình sẽ để ở ngăn đá các bạn nhé. Và chúng ta chỉ cần đợi kem đông lại là chúng ta đã có thể thưởng thức được rồi. Vậy là chúng ta đã làm xong món kem que sữa dừa đầy hấp dẫn rồi. Trên đây là cách làm kem sữa dừa thơm ngon đơn giản tại nhà. Với cách làm này bạn không mất quá nhiều thời gian và công sức cho lắm. Hy vọng sẽ khiến bạn hài lòng và yêu thích món kem tuyệt vời này. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công và ngon miệng. Mùa hè đến, món kem luôn được mọi người hưởng ứng nhiệt tình. Năm nay hãy nhớ thêm thực đơn món kem sữa dừa và món ngon mùa hè của gia đình mình nhé. Kem sữa dừa mát lạnh, thơm ngon hết ý, lại không mất nhiều thời gian và công sức. Kem sữa dừa có màu trắng sữa và thơm mùi sữa rất đặc trưng. Thật tuyệt vời khi được thưởng thức những que kem sữa dừa vừa thơm ngon lại mát lạnh, đặc biệt là trong những ngày hè oi ả. Với công thức làm kem này, chất lượng kem tốt, không bị đá răm mà hương vị thơm ngon không khác gì kem trắng tiền đâu các bạn. Hãy trải nghiệm và chia sẻ cách làm kem sữa dừa ngon đơn giản tại nhà, thơm bổ rẻ nhanh nhất cho mọi người các bạn nhé.
Hãy luôn đồng hành cùng với Ăn Vặt TV. Hãy đăng ký kênh để có thể cập nhật nhiều cách làm kem, cách nấu chè và thật nhiều món ngon khác nữa các bạn nhé. Chúc các bạn sẽ thành công và ngon miệng.